mù mắt, chứ phải chân tay cô quẻ cụt đâu nhá, mà không dọn dẹp được nhà cửa. Linh có vấn đề về mắt, nhiều việc làm sao cô ấy tự làm được ạ? Thiên hạ đầy người mù ra đấy, người ta vẫn sống tốt. Anh cứ làm cho riêng mỗi một mình vợ anh khổ cũng bằng ấy. Mà tôi nói cho cô biết nhé, mẹ nói đúng, mình không nên tiếp tục gây phiền phức cho anh ấy nữa. Ôi trời ơi, cô lại làm vỡ gì nữa thế? Cô xem trong nhà còn cái gì cô đập vỡ được thì cô đập hết đi. Xin lỗi. Suốt ngày cô chỉ được mỗi một câu xin lỗi thôi. Thay vì cô nói xin lỗi thì cô nên học cái cách nào để cho cô hữu dụng hơn đi nhá. Lộn ruột. Dồi ôi, cô định ra đây đập phá cái gì nữa đây? Con tìm nước uống ạ. Uống được nước ấy, thì cũng dọn dẹp được nhà cửa nhá. Cô mù mắt, chứ phải chân tay cô quẻ cụt đâu nhá, mà không dọn dẹp được nhà cửa. Để tôi hầu mãi. Tôi biết rồi. Thế nhá. Ây dồi ôi, cô làm cái gì đấy ạ? Mẹ có sao không ạ? Cô làm sao, cô khuyết cái nhà không nên thân nữa. Không hiểu thằng con trai tôi rước cô về làm cái gì nữa ấy. Không cố ý mà. Không cố ý? Cô cố ý hay không ấy, chỉ cô tự biết nhá. Người ta mù thì ít nhất tai đã thính. Cô đã không nhìn thấy, chả nhẽ cô không nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại ra giả khi tiến về với cô à? Cô khóc lóc cái gì hả? Động một tí để khóc. Người ta nói cũng khóc với cả lóc. Tôi nói cho cô biết nhé, nhà tôi không chứa chấp cái loại vô dụng lâu năm như cô đâu nhé. Nếu cô không học cách tự chăm sóc bản thân thì tôi sẽ bảo thằng Đức ly hôn ngay với cái loại mù lòa tàn tật như cô đấy nhá. Mẹ, sao mẹ lại nói con như thế? Sao tôi lại không thể nói thế được? Tôi nói cho cô biết, nếu không phải là con trai tôi nó cố sống cố chết đòi lấy cô thì không đời nào tôi rước cái loại mù lòa tàn tật như cô về nhà tôi đâu nhá. Con xin lỗi mà. Cô không phải trình bày, tôi nói cho cô biết nhá. Tôi không cần biết con trai tôi nó yêu cô sống chết như thế nào nhá. Nếu cô không học cách chăm sóc bản thân ý, thì tôi nói cho cô biết nhá, tôi sẽ không chấp nhận cái loại con dâu mù lòa tàn tật như cô ở trong nhà này đâu nhá. Vô dụng. Em làm cái gì vậy? Để anh làm cho. Nào, đưa cho em vào, tay con sao không? Có sao đâu, em làm được mà. Nào, anh đã bảo rồi, từ sau những cái việc như này ấy, thì để anh làm cho. Sao anh cứ phải khổ thế nhở? Nào. Không làm thì ai làm? Mẹ, Linh có vấn đề về mắt, nhiều việc làm sao cô ấy tự làm được ạ? Thiên hạ đầy người mù ra đấy, người ta vẫn sống tốt. Anh cứ làm cho riêng mỗi một mình vợ anh khổ cũng bằng ấy. Mà tôi nói cho cô biết nhé, không cần biết ý,
Cô lừa con trai tôi lấy cô bằng cách nào? Nhưng riêng tôi là tôi không chấp nhận nuôi báo cô một kẻ vô dụng mù loà tàn tật đâu nhá. Mẹ, mẹ quá đáng rồi đấy. Còn anh, bao nhiêu người thì anh không chọn, anh đâm đầu vào đứa mù loà. Thế thiên hạ hết đàn bà rồi à? Hay là mình ly hôn đi anh? Em nói cái gì vậy? Khổ lắm, em không muốn làm gánh nặng của anh nữa. Em bảo, em đừng suy nghĩ đến bất kỳ một điều gì cả. Nếu không có em ý, thì làm sao anh có được ngày hôm nay? Nên anh sẽ không phụ em đâu. Anh sẽ chăm sóc cho em, nhá. Vỡ gì nữa thế? Cô xem trong nhà còn cái gì cô đập vỡ được thì cô đập hết đi. Không cần biết cô lừa con trai tôi lấy cô bằng cách nào. Nhưng riêng tôi là tôi không chấp nhận nuôi báo cô một kẻ vô dụng mù loà tàn tật đâu nhá. Mẹ nói đúng. Mình không nên tiếp tục gây phiền phức cho anh ấy nữa. Lanh quanh trong nhà mình cùng. Mẹ. Linh bỏ đi rồi, con tìm ở nhà không thấy đâu cả. Ôi dào ơi. Mà đi luôn được càng tốt. Làm trò. Sao mẹ cứ suốt ngày gắt gỏng quát tháo cô ấy đấy nhở? Vậy đấy, là tôi ghét nó. Được chưa? Nhà này không phải cái nhà từ thiện mà chứa người khuyết tật. Mẹ, mẹ như vậy là hơi quá rồi đấy. Quá cái gì? Mà tôi không hiểu sao anh ấy. Anh đi đập đầu con bé mù. Tôi già rồi, ngần này tuổi đầu là phải được con cái chăm sóc phụng dưỡng. Ôi giời, đằng này anh đi rước một con bé mù về làm vợ. Tôi có phải là người giúp việc ở đợ của nhà anh đâu. Vậy mẹ có biết con trai của mẹ có được như ngày hôm nay là nhờ ai không? Ngày ấy nếu không có Linh ý, thì người mù là con của mẹ đấy mẹ ạ. Ý anh là sao? 2 năm về trước, lúc con vào Sài Gòn lập nghiệp, hồi ấy con suýt bị tai nạn. Chính Linh là người đã cứu con. Và vì con, cô ấy đã bị ô tô đâm để dẫn đến chấn thương ở não bộ, rồi bây giờ bị mù đấy. Thương con nên cô ấy cố gắng chịu đựng tất cả mọi việc để con trai của mẹ có vẻ lành lặn để đứng ở đây ngày hôm nay đấy. Nếu như vậy sao con không nói với mẹ ngay từ đầu, kể cả cái chuyện con bị tai nạn, sao giờ con mới nói? Mà vì cô ấy không muốn cho con nói. Cô ấy bảo mẹ có tuổi rồi, không muốn mẹ phải lo cái mấy chuyện linh tinh như thế. Đi tìm cái Linh về ngay cho con. Thôi đi, con đứng được ra đấy làm cái gì? Mắt nó kém, đi được xa làm sao được. Linh ơi, con đâu rồi? Ơ con ơi, kìa, ai giống cái Linh quá. Đúng nó rồi con. Đi về nhà với anh, nhanh lên, đi về nhà với anh. Không, em không về đâu.
Em không muốn làm gánh nặng của mẹ và anh nữa. Anh cứ để cho em đi đi. Con ơi, Linh ơi, về nhà với mẹ đi con. Mẹ biết hết chuyện rồi. Mẹ xin lỗi con. Thời gian qua suốt ngày mẹ chỉ có chỉ trích con thôi. Chuyện con cứu thằng Đức mẹ cũng biết hết rồi. Con lại tha lỗi cho mẹ. Con nhớ mẹ ân hận lắm. Về nhà với mẹ, với Đức đi con. Con nhớ.